Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại Riaki Gaming. Ok, như ngày hôm qua thì có nhiều bạn hỏi mình đó là cái huy hiệu rơi quỷ của thẻ vô cực mùa trước nó đi đâu. Thì thực ra nếu như bạn mùa nào mua thẻ vô cực ấy, thì các bạn sẽ để ý là cái huy hiệu thẻ vô cực nó sẽ phải mất 1-2 ngày nó cập nhật trong game. Đấy, sáng nay thì nó đã quay trở lại với cả chúng ta rồi. Thì thường là cái ngày đầu tiên sau khi mà chúng ta có thẻ vô cực mới ấy, thì nó sẽ đều bị biến mất cái thẻ vô cực của mùa liền kề trước đó. Tuy nhiên thì sau khoảng 1-2 ngày nó game nó sẽ cập nhật lại thôi, nên anh em đừng có sợ mất cái đấy. Ngay nào ăn mất cái đấy của anh em để làm cái gì. Ok, thì ở mùa này đã là mùa thứ 5 liên tiếp nếu như anh em bắt đầu mua từ thẻ vô cực từ tháng 1 trở đi, thì đây đã là mùa thứ 5 rồi và chúng ta sẽ chuẩn bị tiến tới cái phần quà bí ẩn. Ở đây thì chúng ta đã có cái hồi trước thì chúng ta đã mua 2 thẻ thì chúng ta đã có thể nhận được cái vé kim cương. Đấy, sau đó thì mua 4 thẻ liền cũng sẽ nhận được vé kim cương, và đến cái thẻ thứ 6 thì bên Ghana nói là chúng ta sẽ có một cái quà bí ẩn. Thì có rất là nhiều trang cũng như nhiều YouTuber, nhiều streamer có nói rằng là cái quà bí ẩn này có thể sẽ là thẻ vô cực miễn phí. Đấy, anh em nghe hư cấu không? Và nghe rất có vẻ hư cấu, và thực tế thì cái này có thể là thẻ vô cực miễn phí hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta nhìn vào những cái thẻ tích lũy 2 lần và 4 lần ấy. Đấy, mua 4 cái thẻ vô cực mà Gaina tặng cho chúng ta, đó là có 4 cái vé may mắn kim cương, thì anh em nghĩ là mua 6 cái thẻ vô cực liền thì có được miễn phí hay không? Mình nghĩ là không đâu, mà tại vì là lý do vì sao mình nghĩ đây sẽ không phải là thẻ vô cực miễn phí cho anh em. Lý do là bởi vì là chúng ta sẽ phải mua thẻ vô cực thứ 6. Đấy, chúng ta sẽ phải mua thẻ vô cực thứ 6 thì chúng ta mới được thưởng cái quà kia. Đấy, mặc một khi chúng ta đã mua rồi thì chẳng lẽ lại miễn phí cái thẻ vô cực thứ 7, đúng không anh em? Đấy, chẳng lẽ miễn phí cái thẻ vô cực tháng 7. Tại vì bây giờ chúng ta cũng đã biết cái thẻ vô cực tháng 6 của chúng ta thì sẽ là cái quà gì rồi. Đấy, ảo lắm anh em ạ. Ok con dê. Đấy, thì mà cái thẻ vô cực mùa này nói chung là nó cũng tương đối xấu. Đấy, tôi đang mặc cái bộ đồ nữ ở thẻ vô cực mùa này đây. Thì mình nghĩ là thẻ vô cực mùa sau rất đẹp, thì mình nghĩ là bên Nga nào sẽ không tặng miễn phí đâu. Đấy, anh em mà xem cái video hé lộ về cái thẻ vũ cực của mùa tới ấy, thì anh em đã thấy là thường ấy thì bên Ghana họ sẽ tặng những cái thẻ vũ cực nào mà ít người chơi hoặc là trông nó kiểu không đại trà. Đấy, nếu như mà cái thẻ vũ cực của tháng 5 ấy mà là thẻ vũ cực mê hồn thì cái thẻ vũ cực tháng 6 thì mới là thẻ vũ cực giáp siêu ma quái, nhưng bên Ghana họ đẩy cái thẻ vũ cực giáp siêu ma quái lên trước thì là của tháng này, thì nói chung là chả có lý do gì mà tháng sau họ lại đi tặng free cái thẻ vũ cực rất là đẹp cả, trong khi rõ ràng là tháng sau thì chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua cái thẻ vũ cực đẹp hơn. Vì tháng này chúng ta có một cái thẻ vô cực trông vừa xấu ấy, vừa quái dị. Ấy chà chà, một thằng và một cháu ấy, một cháu đẩy vào với cậu. Đấy, định vào ăn tôi. À đây ạ, đông đông nhờ, đông quá nhờ. Chipokin làm ngay ba mạng, easy, một trò đùa không anh em. Đấy, không muốn long tộc cấp 7 mạnh như thế đấy anh em ạ. Đấy, nó cái độ mạnh của nó không cần phải bàn nữa rồi. Đấy là cái thứ nhất. Đấy là cái vấn đề thứ nhất, là nếu như ở bên Ghana họ tặng cho chúng ta thẻ vô cực miễn phí ấy, thì họ phải tặng cái xấu. Cái thứ hai nữa là nếu như mà bên Ghana mà họ tặng miễn phí thì lẽ ra là khi mà mua xong 5 mùa ấy thì nó sẽ phải mở luôn thông tin là nếu mà mua 5 mùa liên tiếp thì mùa 6 sẽ được nhận gọi là free. Đấy, ví dụ như các bạn nào mà nhớ hồi thẻ vô cực mùa 16 ấy, thẻ vô cực Viễn Tây, chúng ta được nhận miễn phí cái thẻ vô cực đó, thì cái thẻ vô cực đó nó có một cái sự kiện là cho phép chúng ta đăng nhập 14 ngày liên tiếp để nhận đủ số lượng huy hiệu để đổi được cái thẻ vô cực đó. Đấy, thì nếu như mà bên Ghana làm cái sự kiện đấy thì họ sẽ phải làm luôn từ tháng này. Đấy, để đầu tháng tới chúng ta sẽ nhận được luôn cái thẻ vô cực miễn phí, nhưng mà có lẽ là không có. Đấy, thì có nhiều bạn cũng cứ nghĩ là mình đã mua 5 thẻ vô cực liên tiếp rồi thì thẻ vô cực thứ 6 sẽ được free, thì mình nghĩ là khả năng mà thẻ vô cực tiếp theo mà được free ấy sẽ rất là thấp. Đấy, cực kỳ thấp luôn. Đấy, thế là anh em cứ xem ở mấy trang này trang kia bảo là thẻ vô cực miễn phí, xong anh em cảm thấy kiểu vui vì điều đấy ấy, xong em cứ nghĩ là nó sẽ được miễn phí, rồi đến khi mà bên Nga nào không miễn phí nữa thì anh em lại cảm thấy buồn. Đấy, nó lại khổ như thế cơ. Này, đẩy ra với cậu, này, toang ngay. Đấy, ui xồi, và địch thi đấu căng thét và khách là lẹt anh em ạ. Đấy, anh em thấy quả M04 Long Tổng rồi to. Đấy, nó to gấp 4 lần cái khẩu MV5 luôn. Đấy, nhìn khẩu MV5 để cạnh cái khẩu rồng này trông như đồ chơi anh em ạ. Đấy, nói chung là tôi cũng quen với cả cái tốc độ thay đạn của khẩu ấy rồi. Đấy, nói chung là mình cứ tập thói quen là đừng có thay đạn liên tục là được. Đấy, nhiều khi mình cứ bắn 1-2 viên rồi mình thay đạn thì nó lại toang. Đấy, thứ ba nữa, một lý do nữa mà mình nghĩ là sẽ không có thẻ vô cực miễn phí đâu là tại vì ngày
ngày xưa ấy là cái hồi mà Gaia họ tặng thẻ vũ miễn phí ấy thì hồi đấy game nó còn nhỏ, game đấy còn ít server, thế này móc lốp thì chúng tôi thằng Bang 4 số 7 này nó móc lốp tôi anh em ạ. Đấy, ngày xưa ấy thì khi mà bên Gaia phát cái thẻ vũ cực mùa 16 miễn phí ấy thì hồi đó ấy là số lượng người chơi ở Gaia Free Fire nó còn ít. Đấy, số lượng người chơi Free Fire hồi đấy nó chỉ bằng 1/4, 1/5 bây giờ thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là sau gần sau hơn 1 năm, 1.5 năm thì số lượng người chơi Free Fire giờ rất là đông rồi. Và bây giờ mà phát quả miễn phí như thế thì nó cũng hơi toang. Đấy, thế nên là mình nghĩ là cái số lượng người mà có lẽ là hy vọng là cái thẻ miễn phí mình nghĩ là nó sẽ không miễn phí đâu. Đấy, nói thế cho nó nhanh, nói thế cho nó vuông. Vậy thì cái quà bí ẩn đấy nó sẽ là cái gì? Đấy, nó có thể nó sẽ là một cái trang phục, hoặc có thể nó sẽ là một cái huy hiệu, hay có thể nó sẽ chỉ là một cái đồ gì đấy nó cho vui thôi. Đấy, mình nghĩ nó sẽ chỉ ở một đồ thôi. Nếu mà một cái skin súng thì càng tốt. Đấy, nhưng mà ở bên server nước ngoài ấy, thì một số anh em cũng đã bắt đầu leak ra một số những cái thông tin. Đấy là nó có thể nó sẽ là một cái mẫu huy hiệu. Cái mẫu huy hiệu thì nó giống như cái huy hiệu Cobra này, giống cái huy hiệu gọi là huy hiệu sinh nhật 3 tuổi, rồi nói chung là mấy cái huy hiệu mà chúng ta gắn vào tên ấy, thì cái huy hiệu nó sẽ hình đầu con sói, tức là hình đầu của cái huy hiệu thẻ vũ cực ấy. Đấy, thì chủ yếu chúng ta gắn lên tên của chúng ta để chúng ta biết là chúng ta đã mua, chúng ta gọi là câu lạc bộ những người mà chuyên mua thẻ vũ cực. Đấy, nó chỉ có cái như thế thôi chứ nó cũng không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Đấy, nó không có gì gọi là phức tạp cả. Đấy, thì mình nghĩ là bên Gaia có lẽ họ cũng chỉ tặng như thế thôi, chứ còn bây giờ nếu mà tặng đồ gì xịn quá hay nhiều ông lại gọi là gato, đấy gọi là gato các kiểu là điều, thì đấy là cái huy hiệu thẻ vô cực. Đấy, thì đây mình có đi sang bên server nước ngoài thì đây là cái huy hiệu thẻ vô cực của anh chàng BART.FF. Thì đây nó là cái Club do Passe de Elite, tức là nó là cái câu lạc bộ những người mua thẻ vô cực. Thì nói chung là về cơ bản thì chúng ta sẽ có cái huy hiệu này nếu mà chúng ta mua đến cái mùa thứ 6 với thẻ vô cực này, thì đại khái cái này cũng chỉ để gắn vào tên cho đẹp thôi. Đấy, chứ còn không có chuyện là mình nghĩ là nói chung là phải tầm 60-70% là sẽ không có thẻ vô cực miễn phí đâu. Tuy nhiên thì cũng không ai cấm chúng ta hy vọng cả. Biết đâu ví dụ như chúng ta mua 5 cái mùa thẻ vô cực thì đến mùa đến tháng 6 bên Gaia nào lại công bố là những ai mà mua thẻ vô cực từ tháng 1 đến tháng 5 vừa rồi thì chúng ta sẽ nhận được đó là thẻ vô cực miễn phí sao. Đấy, nó khá thơm thì biết đâu anh em ạ. Bởi vì cái thẻ vô cực mùa sau rất đẹp, mình cũng đã có video review cái thẻ vô cực mùa 37 cho anh em rồi. Đấy, nó là thẻ vô cực gọi là mê hồn theo phong cách gọi là cô bé lọ lem. Đấy, thì đây chúng ta sẽ thấy là có một bộ trang phục nam, nói chung là trang phục nam và nữ thì đều rất đẹp. Ngoài ra nó có một số cái đồ rất đẹp khác như ví dụ như cái ván lướt hay là cái ba lô của nó thì trông đều rất là đẹp luôn. Đấy, phong cách gọi là thủy tinh, pha lê, các kiểu đa điểu. Thì nói chung là cái thẻ vô cực này có lẽ là một lâu lắm rồi mới có một thẻ vô cực mà nó kiểu đẹp và nó kiểu nhiều anh em ủng hộ như thế. Trong cái video mà hôm trước tôi review thẻ vô cực này thì rất nhiều anh em cũng tỏ ra là rất là hào hứng với cái thẻ vô cực này, mà cái này mà được miễn phí thì toang. Đấy, nếu như cái này mà là của tháng 5 mà cái thẻ vô cực hề ma quái xấu xấu vừa rồi ấy mà là tháng 6 ấy, tôi thấy nó còn có lý, chứ còn ví dụ như cái này mà gọi là miễn phí thì tôi thấy nó hơi vô lý anh em ạ. Ok, có một số anh em hỏi về cái vụ thẻ tạo phòng màu đỏ, tại vì là lúc này thì ở trong cái phần tạo phòng ấy nó bắt đầu hiện cả thẻ tạo phòng màu đỏ, thẻ tạo phòng màu vàng rồi. Thì cái thẻ tạo phòng màu đỏ này đơn giản là chúng ta chơi chế độ tử chiến, sau đó chúng ta có thể tạo một cái phòng nâng cấp. Cái phòng này cho phép chúng ta gọi là chỉnh được tất cả những cái chỉ số, ví dụ như là chỉ số về tiền của các loại, rồi chúng ta có thể bổ sung thêm những cái đồ mới vào trong những cái đồ vũ khí khác mà không có, bình thường không có trong tử chiến, vào trong chế độ tử chiến thì chúng ta chơi cho vui. Đấy, thì cái này cũng là một trong những thứ mà mình cũng đã hé lộ cho anh em trong phiên bản test rồi. Nhưng mà ở một số server ấy, ví dụ như server Trung Đông hay là server Ấn Độ ấy, thì họ đã cho các streamer thử nghiệm cái thẻ màu đỏ rồi, nhưng mà ở bên Việt Nam thì mình chưa thấy. Và mình thấy là cái thẻ vô cực này, cái thẻ tạo phòng này ấy, thì nó sẽ tương đối phù hợp cho những anh em nào mà thích chơi one shot, hoặc là chơi những cái kiểu quái quái, và chơi những cái kiểu solo kiểu quái quái. Ví dụ anh em chơi solo trụ súng với nhau, hoặc solo gọi là khiên từ trường, hoặc là solo cận chiến nhau cũng được. Đấy, nó có thể cho lưỡi hái vào trong cái chế độ ấy luôn. Ngoài ra nó cũng sẽ có thể chỉnh được cái tiền thưởng sau mỗi ván đấu, cũng như là chỉnh được số lượng ván đấu lên rất là nhiều, lên con số 15, cũng như là chỉnh được tiền của mỗi ván đấu ra sao, thưởng thua trận, thưởng hạ cùng như thế nào.
Đấy thì mình nghĩ là trong thời gian tới bên Nga nào cũng sẽ sớm thử nghiệm cái thẻ đảo phòng đỏ này. Một số như streamer lớn thì không biết là mình cũng có nhận được cái thẻ đảo phòng này hay không. Ok, và đó là thông tin là mình mang đến cho anh em liên quan đến tin đồn thẻ vô cực miễn phí cũng như là cái thẻ đảo phòng màu đỏ. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của mình, đừng quên lại mình một like và subscribe nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.